Chính phủ Đức hỗ trợ Việt Nam thêm hơn 4 triệu liều vaccine Pfizer thông qua cơ chế COVAX, nâng tổng số viện trợ lên trên 10 triệu liều. Số vaccine này được chuyển đến Hà Nội hoàn tất vào những ngày đầu năm 2022. Đây là lô vaccine lớn nhất mà Đức viện trợ cho Việt Nam nhằm ủng hộ chiến dịch tiêm chủng. Trong năm 2021, Đức nhiều lần cung cấp vaccine và trang thiết bị y tế cho Việt Nam. Với lô vaccine lần này, Đức đã tặng Việt Nam trên 10 triệu liều vaccine. Đại sứ Đức tại Việt Nam cho biết số ca nhiễm vẫn ở mức cao, cùng sự xuất hiện của biến chủng Omicron cho thấy phải còn rất lâu nữa nhân loại mới chiến thắng được đại dịch. Năm 2022, Đức sẽ cung cấp các lô vaccine tiếp theo. Việt Nam đang triển khai bao phủ tiêm chủng vaccine COVID-19 cho người trên 18 tuổi, thúc đẩy tiêm mũi 3 và tiêm vét cho trẻ từ 12 tới 17 tuổi. Đến 18 giờ ngày 24 tháng 1, hơn 176,4 triệu liều đã được tiêm, trong đó tiêm mũi 1 là hơn 78,8 triệu liều, tiêm mũi 2 là hơn 73,7 triệu liều, tiêm mũi 3, tiêm bổ sung, tiêm nhắc và mũi 3 liều cơ bản là hơn 23,7 triệu liều. Hiện mỗi ngày, thành phố Hà Nội vẫn ghi nhận gần 3 ca nhiễm COVID-19, trong đó chuẩn bị đến kỳ nghỉ Tết Nguyên đán dài 9 ngày. Trước tình hình này, thành phố Hà Nội sẽ lập tổ công tác thường trực để quản lý vận hành khai thác phần mềm chăm sóc sức khỏe F0 tại nhà trong dịp Tết. Cụ thể, theo báo cáo của Sở Y tế Hà Nội, toàn thành phố đang quản lý điều trị hơn 40.000 ca, trong đó hơn 93% bệnh nhân thể nhẹ được điều trị ở tầng tại nhà. Thành phố yêu cầu các quận huyện thị xã chuẩn bị sẵn sàng các phương án phòng chống dịch đồng bộ hiệu quả, đảm bảo nguyên tắc 4 tại chỗ, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống, tăng cường kiểm tra, giám sát, nhắc nhở cơ quan, đơn vị, tổ chức và người dân không chủ quan, tụ tập liên hoan trong dịp Tết Nguyên đán. Tùy từng địa phương tiếp tục rà soát các cơ sở để thành lập các trạm y tế hoặc tổ y tế lưu động trên địa bàn, triển khai đồng bộ việc thu dung điều trị F0 triệu chứng nhẹ, không triệu chứng tại các khu thu dung điều trị theo mô hình trạm y tế lưu động và tổ chức cách ly điều trị tại nhà. Tổ chức hoạt động có hiệu quả tổ hỗ trợ theo dõi người nhiễm COVID-19 tại nhà, phối hợp chặt chẽ với mạng lưới thầy thuốc đồng hành để giảm tải cho y tế cơ sở. Một trong những giải pháp có thể sẽ thuyết phục được nhiều người đồng tình với việc đưa trẻ mầm non tiểu học đến trường là tiêm vaccine cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi. Cũng theo các chuyên gia, việc tiêm cho nhóm tuổi này là cần thiết, tuy nhiên cần phải rất thận trọng khi triển khai, bởi trẻ em không phải là người lớn thu nhỏ. Việc tiêm vaccine phòng COVID-19 cho độ tuổi này có những lưu ý cần đặc biệt quan tâm so với người lớn và những trẻ lớn hơn. Đến nay, WHO chưa có bất kỳ khuyến cáo chính thống nào về tiêm vaccine cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi. Vì vậy, Bộ Y tế làm việc rất thận trọng, khoa học và khách quan trên cơ sở tham khảo tất cả các chương trình tiêm của các nước. Hiện nay, đã có một số nước triển khai tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ từ 5 tuổi trở lên. Vì thế, Việt Nam cần tham khảo việc triển khai ở các nước, đặc biệt các trường hợp phản ứng, tử vong để quyết định tiêm cho trẻ em. Các nước Đức, các nước Israel chẳng hạn, thì họ cũng Mỹ thì họ cũng đã tiêm, thì chúng ta cũng có thể là tham khảo và tiêm cho các em. Nhưng mà tôi nghĩ là đây là phải có sự đồng thuận giữa các nhà khoa học của Việt Nam. Việt Nam rất có rất nhiều chuyên gia giỏi trong lĩnh vực vaccine, trong lĩnh vực sức khỏe trẻ em, cho nên cần có sự phối hợp của những cái chuyên gia đấy. Và chúng ta cũng cần phải có tham khảo những cái quốc tế hiện nay, đặc biệt thì những cái trường hợp phản ứng, như trường hợp tử vong, đó, những trường hợp mà có bất thường cái trẻ em. Và ở nước ngoài thì họ đã tiêm một thời gian rồi, thì xem họ có những cái hậu quả gì không của những cái em đã tiêm cách đây 3-4 tháng nữa chẳng hạn. Thực tế, nhóm trẻ từ 5 đến 11 tuổi khả năng nhiễm bệnh ít hơn so với trẻ lớn và thường diễn biến nhẹ. Tuy nhiên, một số trẻ cũng sẽ có diễn biến nặng, vì thế nếu được tiêm sớm sẽ hình thành kháng thể sớm, như vậy sẽ an toàn cho các bé. Tuy nhiên, khi triển khai cần rất thận trọng. Theo tôi thì cái việc tiêm vaccine cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi là cần thiết. Tất nhiên là trước khi tiêm thì chúng ta phải sàng lọc những cái trẻ mà có cái tiền sử dị ứng hoặc là có cái tiền sử bệnh máu, nó lại hay gây ra đông máu, thì những cái trẻ đó là chúng ta phải cân nhắc và có thể là không được tiêm, hoặc là nếu được tiêm thì phải được theo dõi ở những cái cơ sở lớn mà có thể là can thiệp được khi mà có cái tai biến của vaccine. Còn những cái trẻ mà nó khỏe mạnh bình thường thì chúng ta có thể là tiêm ở trạm y tế cũng bình thường, như là cái trẻ 12 đến 18 tuổi mà bây giờ chúng ta đang tiêm cho trẻ em, thì tôi cho rằng cái việc đó là cần thiết, nhưng mà phải làm cẩn thận chứ không phải là làm một cách gọi là ồ ạt theo kiểu là vội vàng. Vì là vaccine này là thường lớn là các vaccine trong cái giai đoạn cung cấp được cấp phép khẩn cấp, cho nên cái sự nghiên cứu của nó trong thời gian ngắn thì cũng không ai
khẳng định được cái những cái 100% cái đảm bảo an toàn của nó. Cho nên cái việc tiêm cho trẻ em tuổi nhỏ là cần trọng. Nếu kế hoạch tiêm vaccine cho trẻ nhỏ được phê duyệt, ngành y tế cần chuẩn bị công tác tiêm vaccine cho trẻ an toàn tuyệt đối từ khâu sàng lọc trước tiêm, trong quá trình tiêm và theo dõi sau tiêm. Để đảm bảo tiêm vaccine ngừa COVID cho trẻ với liều an toàn và hiệu quả, các chuyên gia khuyến cáo phải nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng đúng quy cách, không thể nóng vội hay suy đoán một cách thiếu khoa học. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đang đề xuất cho tất cả học sinh khối 7 đến 12 đi học trở lại 100% ở tất cả 30 quận, huyện, thị xã ngay sau Tết và có thể là từ mùng 7 tháng 2. Từ nay đến khi đó, các trường học được yêu cầu chuẩn bị điều kiện cần thiết từ cơ sở vật chất, thiết bị y tế, đội ngũ cán bộ nhân viên đến việc diễn tập đối phó khi các tình huống đón học sinh trở lại. Nếu các lần diễn tập trước Hà Nội tổ chức thu hẹp đối tượng học sinh chỉ khối lớp 9 và 12, thì lần này số lượng học sinh đến lớp đông hơn nên đòi hỏi khắt khe ở công tác kiểm soát phòng dịch. Ghi nhận của nhóm phóng viên tại một trường trung học cơ sở tại Hà Nội ngay chiều nay. Khi có học sinh nhiễm COVID-19 tại lớp, giáo viên chủ nhiệm bình tĩnh xác định những học sinh trong lớp có tiếp xúc gần để đánh giá nguy cơ và đề xuất ban giám hiệu thực hiện các giải pháp theo hướng dẫn mới của Liên ngành Y tế và Giáo dục Đào tạo của thành phố. Đây là một tình huống trong 7 tình huống đang được giáo viên tại trường trung học cơ sở Ngô Gia Tự, quận Hai Bà Trưng diễn tập. Trước tiên là tôi sẽ bình tĩnh để có thể trấn an tâm lý của bản thân bạn học sinh đó đã. Sau đó là tâm lý của các học sinh ở trong lớp. Và tôi sẽ có phối kết hợp với ban giám hiệu nhà trường, các phòng ban, đặc biệt là phòng y tế trong nhà trường để có những cái biện pháp cũng như cách thức để phối hợp với gia đình cũng như là y tế của phường, xã để có những cái cách giải quyết phù hợp nhất. Trường Trung học cơ sở Ngô Gia Tự là trường trung học cơ sở đầu tiên của quận Hai Bà Trưng tiến hành diễn tập đón học sinh trở lại trường. Buổi diễn tập có sự tham gia của giáo viên các trường trung học cơ sở khác và lãnh đạo quận Hai Bà Trưng. Hiện các trường tại Hà Nội diễn tập 7 nội dung, tình huống, gồm hướng dẫn, phân luồng giao thông khi phụ huynh đưa học sinh tới trường, hướng dẫn học sinh vào trường, vào lớp học, đảm bảo công tác phòng chống dịch, hướng dẫn học sinh trong quá trình học tập tại các lớp học, xử lý các tình huống khi phát hiện F0 tại trường, xử lý tình huống khi có học sinh nghỉ học vì nhiễm COVID-19 tại lớp, hướng dẫn học sinh ra về khi kết thúc buổi học, đảm bảo công tác phân luồng giao thông khi học sinh tan học. Những tình huống rất là sát với cả cái tình huống thực tế mà khi các con quay trở lại trường, ví dụ như là những cái tình huống mà từ cái việc là đón học sinh từ lúc vào cổng trường thì sẽ phân luồng học sinh như thế nào, rồi hướng dẫn phụ huynh đưa con vào trường ra làm sao. Khi vào thực tế thì nó cũng sẽ có rất nhiều các tình huống phát sinh và cũng không thể đảm bảo chắc chắn là mình làm tốt được, nhưng chúng tôi nghĩ là chúng tôi sẽ cố gắng hết sức làm tốt nhất có thể để đảm bảo được thực hiện được cái mục tiêu kép là vừa công tác dạy học và vừa công tác phòng chống dịch. Theo kế hoạch, hết tuần này, các trường trung học cơ sở ở Hà Nội phải hoàn thành việc sắp xếp thời khóa biểu khi học sinh khối 7, 8, 9 đi học trở lại, bên cạnh kết hợp dạy học trực tuyến với khối 6. Còn trường hợp học sinh khối 7, 8, 9 không thể học trực tiếp, nhà trường cũng phải phân lịch dạy online, đảm bảo việc học không bị gián đoạn. Sau mỗi buổi diễn tập, nhà trường sẽ có buổi họp rút kinh nghiệm để từ đó các giáo viên có tâm thế chuẩn bị chu đáo nhất để đón học sinh trở lại trường. Thời điểm giáp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, hoạt động giao thông trên các tuyến đường thủy nội địa trở nên nhộn nhịp do nhu cầu đi lại mua bán của người dân tăng cao. Để đảm bảo an toàn giao thông, lực lượng chức năng đã và đang tăng cường nhiều biện pháp tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông đường thủy nội địa, đồng thời kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm. Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, việc tăng cường các biện pháp chấn chỉnh tồn tại bất cập trong hoạt động giao thông đường thủy nội địa được các cấp, các ngành đặc biệt quan tâm. Hầu hết các phương tiện tham gia vận chuyển hành khách, du khách được kiểm tra đảm bảo các điều kiện về an toàn kỹ thuật. Công tác đào tạo sát hạch cấp chứng chỉ thuyền trưởng, máy trưởng được tăng cường. Việc tuần tra kiểm soát trên các tuyến sông, cảng Đa Phúc đảm bảo an ninh trật tự, an toàn đường thủy nội địa được tiến hành thường xuyên. Chúng tôi đã xây dựng những cái kế hoạch đảm bảo cái trật tự an toàn giao thông trước, trong và sau Tết Nguyên đán để đảm bảo cái giữ gìn cái trật tự an toàn giao thông về đường thủy
tại khu vực Đa Phúc và hoặc cũng như trên địa bàn toàn tỉnh. Ra vào cảng Đa Phúc chủ yếu là các tàu chở hàng với tải trọng lớn. Vào mùa cạn, việc di chuyển ra vào cảng gặp rất nhiều khó khăn. Công tác điều tiết, hướng dẫn phân luồng được giám sát thường xuyên. Chỉ một tàu với tải trọng hàng trăm nghìn tấn bị mắc cạn, ùn tắc có thể phải mất cả tuần. Chưa kể va chạm gây thiệt hại về người và tài sản. Đặc thù ở sông, cái con sông Công ở Thái Nguyên này, tại cái khu vực Đa Phúc này thì là sông bé, nước nó cạn vào mùa khô cạn này, thì các phương tiện vận tải nặng thì sẽ rất là đi lại rất là khó khăn, rất là dễ bị cạn mắc cạn. Chính vì vậy là chúng tôi luôn luôn tổ chức một tổ công tác trực 24/24 giờ, từ 3 đến 4 đồng chí làm công tác điều tiết vận hành để cho đảm bảo cái luồng tuyến được thông suốt để cho các phương tiện đi lại được an toàn. Áp dụng tàu về là đi không quá đăng kiểm, hàng hóa không quá đăng kiểm và tất cả các thiết bị vật dụng trên tàu sẵn đầy đủ. Về an toàn giao thông thủy thì tất cả là anh em đều được nắm phương tiện, dùng cách dùng áo phao, dùng bình chữa cháy và như nào cho hợp lý là anh em có được phủ liên quan. Cái khó khăn đối với lực lượng cảnh sát đường thủy trong khi thực hiện nhiệm vụ, thứ nhất là cái bến thủy công an nhân dân là lực lượng cảnh sát giao thông của Thái Nguyên là chưa có, hiện tại bây giờ là chưa có, cũng rất là một trong những cái rất khó khăn cho hoạt động của lực lượng cảnh sát giao thông thủy, như ví dụ như tạm giữ các phương tiện vi phạm không đủ các điều kiện để tham gia giao thông đường thủy. Việc chưa có bến bãi để tạm giữ phương tiện cũng là một trong những khó khăn của lực lượng cảnh sát giao thông đường sắt đường thủy Thái Nguyên trong công tác xử lý vi phạm. Để đảm bảo an toàn giao thông đường thủy nội địa dịp cuối năm, đặc biệt những ngày sắp Tết Nguyên đán, các lực lượng chức năng đã tăng cường tuần tra kiểm soát, kiên quyết đình chỉ các phương tiện không đủ giấy phép, điều kiện an toàn, trang thiết bị cứu sinh, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và phương tiện. Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc UNDP và tổ chức World Share vừa ký thỏa thuận hợp tác hỗ trợ xây mới thêm 73 ngôi nhà an toàn chống chịu bão cho các hộ dân nghèo bị ảnh hưởng nặng nề sau những trận bão tại tỉnh Quảng Bình. Sự kiện này là đợt hỗ trợ thứ hai nhằm giúp đỡ các hộ gia đình nghèo có hoàn cảnh khó khăn, có nhà ở bị hư hỏng nặng nề sau trận bão lịch sử năm 2020. Trước đó, trong đợt 1, có 39 căn nhà an toàn đã được xây dựng và bàn giao cho các gia đình sống ở khu vực ven biển thuộc huyện Lệ Thủy vào tháng 12 năm 2021. Hỗ trợ nhà cho người nghèo chống bão lũ nằm trong khuôn khổ chiến dịch gây quỹ từ cộng đồng Nhà An Toàn Sống An Tâm do UNDP phát động. Theo một nghiên cứu gần đây về nhu cầu nhà ở có khả năng chống chịu bão lụt mà UNDP thực hiện với Bộ Xây dựng, hơn 110.000 hộ vẫn sống trong tình trạng không có nhà ở an toàn trên 28 tỉnh ven biển, trong đó có hơn 25.000 hộ ở các huyện ven biển. Chúng tôi sẽ phối hợp với chính quyền địa phương và người dân hoàn tất việc xây dựng 73 ngôi nhà an toàn này trước mùa mưa bão tháng 6 năm nay. Sự hợp tác giữa UNDP tại Việt Nam và World Share, tổ chức phi chính phủ có trụ sở tại Hàn Quốc, đã mang lại lợi ích thực sự cho Quảng Bình, nơi đang nỗ lực khắc phục hậu quả sau thảm họa xảy ra với khu vực vào 2 năm trước. Được biết, năm 2020, Quảng Bình trải qua 2 trận đại lũ lịch sử, hậu quả đã nhấn chìm hàng ngàn ngôi nhà, trường học, công trình giao thông, làm tổn thất với khoảng 3.512 tỷ đồng. Thưa quý vị, nếu như vào thời điểm này mọi năm, người dân ở Tây Bắc đã có một khoản thu lớn từ bán cành đào, thì năm nay họ gần như trắng tay. Đào nở sớm lại ít khách du lịch vì ảnh hưởng của dịch Covid-19. Nhiều người dân vùng Tây Bắc hiện đang rất lo sẽ mất Tết vì không bán được đào. Dọc quốc lộ 6 thuộc địa phận xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La là một trong những chợ đào nhộn nhịp nhất Tây Bắc. Những ngày gần Tết, bà con ở nhiều nơi đã cắt cành đào mang về đây bán. Tuy nhiên năm nay, người bán nhiều hơn người mua. Và tất nhiên, giá cũng rẻ hơn nhiều so với mọi năm. Anh Sùng Anh Dũng ở xã Bà Cò, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình chở cành đào vượt hơn 20 cây số đến Lóng Luông để bán. Những cành đào to thế này, mọi năm anh Dũng bán được hơn 800.000 đồng. Thế nhưng năm nay, anh Dũng chưa gặp được khách nào dưới xuôi. Cành đào giao bán 500.000 đồng nhưng chưa có ai mua. Đào thì nói chung là năm nay thì cũng mất giá, khó khăn về cái chỗ mất giá thôi. Đấy.
thì một là người dễ xuôi nó không lên đông, không lên đông để mua cái chợ đào ở đây. Còn thứ hai là năm nay thì nói chung là cũng không được mùa như năm ngoái. Còn những cây đào này là công sức chăm bón 3 năm trời của gia đình anh Châu A Sâu ở bản Chu Lìn 1, xã Trung Trải, thị xã Sapa, tỉnh Lào Cai. Vườn đào của A Sâu là một trong những nơi trồng được đào đẹp nhất Sapa. Hàng năm, trước Tết một tháng, người mua đào đã tìm về tận bản, chọn những cành đào đẹp nhất, đặt tiền cho A Sâu. Năm nay, thời tiết không chiều lòng người, đào trên núi đã nở hoa trước Tết 2 tháng. Năm nay thì đang lo là cái đào này năm nay nở không như mọi năm. Năm nay là nó nở thì có cái nó nở sớm, có cái nở muộn. Năm nay nó đang lo là cái chỗ mà đang dịch như này thì bây giờ đang có cái nở hết rồi. Muốn được cái Tết mà chả được cái khó.